là vòng thứ hai của trò chơi chung sức. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi sự bắt đầu của hai thành viên thứ ba. Mời hai bạn. Mời hai bạn bắt tay nhau. Chúc may mắn. Vòng này chỉ có một câu hỏi và câu hỏi cũng được khảo sát 100 người. Có 8 đáp án đang trên bảng. Đó là 8 ý kiến của nhiều người và số điểm của mỗi đáp án chính là số người đồng tình với nó. Và một điều, một điểm đặc biệt mà các bạn cần chú ý trong vòng này, đó là có đáp án may mắn. Một đáp án trị giá 1 triệu đồng đang nằm trong vòng này. Nếu các bạn trả lời đúng đáp án đó, các bạn có ngay giải thưởng 1 triệu đồng. Sẵn sàng nhé hai bạn. Hãy kể tên một vật dụng thường có trong phòng khám nha khoa. Mời bạn. Theo em là kềm nhổ răng. Kềm nhổ răng. Mời hai bạn trở về vị trí. Bác sĩ nha khoa ở phòng khám nha khoa thường sử dụng cái gì và ở phòng khám có những thiết bị gì? Bạn hãy kể thử xem. Dạ, ngoài ra còn có bông gòn ạ. Bông gòn. Bạn hãy kể một vật dụng thường có ở phòng khám nha khoa. Kim. Kim. Dạ. Hai đáp án vừa rồi chưa phải là đáp án may mắn. Và chúng ta xem kim, kim chích, kim tiêm có phải là đáp án may mắn hay không. Kim chích. Hay quá, nhưng vẫn chưa phải là đáp án may mắn. Mời bạn. Em nghĩ là ghế để nằm nhổ răng. Ghế nằm nhổ răng. Hay lắm nhưng vẫn chưa phải là đáp án may mắn. Mời bạn. Theo em là khẩu trang. Khẩu trang. Khẩu trang để cho bác sĩ hay là bệnh nhân đeo. Dạ đúng. Một vật dụng thường có ở phòng khám nha khoa. Khẩu trang. Chúc mừng bạn. Giải thưởng may mắn của đáp án này đã thuộc về bạn. 1 triệu đồng, mời bạn. Tiếp tục nào bạn. Còn đáp án trên bảng, còn 3 đáp án trên bảng. Bạn hãy cho biết một vật dụng thường có ở phòng khám nha khoa. Dạ còn có chất gây tê, thuốc gây tê. Thuốc tê. Mời bạn. Bạn hãy cho mọi người biết một vật dụng thường có trong phòng khám của bác sĩ nha khoa. Phòng khám nha khoa. Em nghĩ là đèn. 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 Tôi nhìn các bạn nhanh lên nào, tôi nổi lên. Vật dụng thường có ở phòng khám nha khoa. Em nghĩ là găng tay. Găng tay. Găng tay. Mời bạn. Theo em là ly, ly uống ly. Nước dành cho ly. Bệnh nhân. Hoàn toàn hợp lý. Ly. Đổi cái câu vừa được quyền hội ý. Mời bạn Thanh Quang. Một vật dụng thường có trong phòng khám nha khoa. Cái khăn à? Khăn. Dạ. Khăn. Khăn. Chúc mừng bạn. 97 điểm của câu hỏi này đã vượt về đội của các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sau vòng thứ hai, đội cây cầu dừa của chúng ta vẫn 77 điểm cũ. Và dẫn trước là tốc độ 189 điểm. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi vòng 3 của trò chơi chung sức với sự bắt đầu của thành viên thứ tư. Mời hai bạn. Chúc hai bạn may mắn. Vòng 3 vẫn chỉ có một câu hỏi và câu hỏi cũng được khảo sát 100 người. Có 6 đáp án đang trên bảng. Đó là 6 ý kiến của nhiều người.
và số điểm của mỗi đáp án vẫn chính là số người đồng tình với nó. Nhưng điểm số vòng này được nhân đôi, có nghĩa là điểm tối đa có thể đạt được 200 điểm. Các bạn hãy cố gắng lên, đây là một số điểm lớn. Ngoài con rắn ra, hai bạn thử kể tên một con vật có nọc độc mà. Mời bạn. Dạ, có bò cạp ạ. Có bò cạp. Rõ ràng là nói như thế là phải nghĩ ngay đến con bò cạp. Mời cố gắng. Còn có gì có nọc độc nữa bạn? À, theo ông nghĩ con có nọc độc là con rít ạ. Con rít. Còn có gì nữa bạn? Ngoài có bò cạp ra, còn con gì có nọc độc nữa? Em nghĩ là con ong. Con ong. Chính xác là con ong. Con gì nữa bạn? Thêm là con muỗi Anopheles. Con muỗi Anopheles. Con muỗi có nọc độc và cụ thể là con muỗi Anopheles. Nó có nọc độc như thế nào? Sốt xuất huyết. Sốt xuất huyết. Dạ. Chích vào là có nọc độc, sốt xuất huyết là làm cho người ta bị sốt xuất huyết. Dạ. Chúng ta xem nha, tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra trên bảng này. Con muỗi. Không. Mời bạn. Con vật có nọc độc. Theo là con dơi. Dơi. Không có. Bởi cái câu dơ hỏi ý. Đội trưởng, bạn hãy cho mọi người biết ngoài con rắn ra con vật nào có nọc độc. Con cá nóc. Con cá nóc. Con cá nóc có nọc độc. Tôi hỏi nha. Cá nóc. Hay quá. Đây là một đáp án rất là độc đáo. Đây là sự thú vị của trò chơi chung sức. Mời bạn Hoàng Vũ. Ngoài con rắn ra con vật nào có nọc độc? Em nghĩ là con kiến. Con kiến. Con kiến. Đáp án của bạn không phải là hoàn toàn sai, bởi vì một số loài kiến có nọc độc, nhưng mà đó không phải là phổ biến. Thế cho nên là chúng ta không gặp trên bảng điểm này. Mời đội cây câu dưa. Sẵn sàng với đội trưởng, số điểm trên bảng là 166 điểm, hoặc có thể hơn nữa, nó sẽ thuộc về các bạn nếu các bạn đáp đúng một đáp án. Ý kiến riêng của bạn là gì nè? Em nghĩ đó là con ếch à. Con ếch. Cho là con ếch có nọc độc. Con gì có nọc độc ngoài con rắn nè? Em cho là con cóc. Con cóc. Bạn? Con nhện à. Con nhện. Đội trưởng. Tôi đại diện cho đội quyết định là con nhện. Con nhện. Con nhện chứ không phải là con cóc hay là con gì đó. Con ếch. Ếch. Bạn có một sự chọn lựa, một sự quyết định mà tôi cũng đồng tình với bạn. Tuy nhiên chúng ta xem trên bảng này nhiều khi nó lại là con ếch thì là một chuyện chúng ta cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Con nhện. Tôi của các bạn có 190 điểm. Còn một đáp án, mời đội tốc độ trả lời cho vui. Đáp án trên bảng là gì vậy? Không biết. Biết bây giờ. Biết không? Đoán thử xem nào. Có thể mọi người cốc. Đang cùng đoán với các bạn đây. Có thể là con cóc. Có thể là con cóc. Đáp án 5. Chính xác là con cóc. Kết quả sau vòng thứ 3, đội tốc độ 189 điểm. Và cây cầu dừa đã đảo ngược tình thế. Các bạn có 267 điểm. Chào các bạn. Chào anh. Các bạn có bao nhiêu điểm sau 4 vòng thi đấu? 267 điểm. Đó là giải thưởng trị giá 2.670.000 đồng. Và ngoài ra mỗi bạn còn một quà của nhãn hàng D-Fresh D Vinamilk. Cảm ơn các bạn đã tham gia trò chơi. Mời các bạn nhận. Chúc mừng các bạn. Các bạn sẽ cử hai thành viên để bước vào vòng làm việc để giành lại giải thưởng 10 triệu đồng nữa. Trước mắt mời các bạn nhận phần thưởng tương ứng với số điểm 483 điểm của các bạn, đó là 4.830.000 đồng và mỗi người một phần quà của nhà tài trợ. Mời các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn trở lại trò chơi chung sức vòng đặc biệt.
hôm nay chúng ta sẽ theo dõi hai thành viên của đội tốc độ thi đấu để giành giải thưởng 10 triệu đồng. Mời hai bạn. Hai bạn có 5 câu hỏi để trả lời. Lần lượt người trả lời trước, người trả lời sau 5 câu hỏi đó. Các bạn cố gắng đạt được 200 điểm, 10 triệu đồng sẽ thuộc về các bạn. Ai là người trả lời trước? Mời bạn vào trong chờ đợi. Bạn có 20 giây để trả lời 5 câu hỏi này. Bạn cố gắng tận dụng tốt. Bạn biết cách tận dụng 20 giây này chứ? Ngoài việc nghe và trả lời nhanh, trả lời to, bạn còn có quyền nói bỏ qua khi bạn gặp một câu hỏi mà bạn lúng túng. Bạn nên bỏ qua, đừng có suy nghĩ, sẽ mất thời gian. Những câu bạn nói bỏ qua, tôi tự động đọc lại khi thời gian còn cho phép. Đồng đội của bạn đang chờ bên trong, không nghe được những câu hỏi và câu trả lời ngoài này. Đây là luật của vòng đặc biệt. Bây giờ mời bạn nhìn về phía trước, chuẩn bị tư thế để trả lời. 20 giây dành cho bạn chỉ bắt đầu được tính sau khi tôi đọc dứt câu thứ nhất. Vì vậy, bạn yên tâm trong khoảng thời gian tôi đọc câu thứ nhất nha, nó không được đếm đâu. Tôi tạo điều kiện cho bạn nghe thật rõ để bạn trả lời nhanh nhé. Ngoài từ đẹp, bạn hãy nêu một từ mà người ta thường dùng để khen vẻ đẹp về hình dáng bên ngoài của con người. Dễ thương. Hãy nêu một lý do khiến người ta thay đổi cơ quan làm việc. Áp lực công việc. Ngoài lúc xem TV, người ta thường ngủ gật. Lúc làm đang làm gì? Học bài. Ngoài quản trị kinh doanh, hãy kể một chuyên ngành kinh tế. Kế toán. Hãy kể một công việc mà người ta có thể làm thêm ngoài giờ hành chính. Bán hàng. Chúc mừng bạn đã hoàn thành việc trả lời đầy đủ 5 câu hỏi. Và bây giờ chúng ta quay lại xem bạn ghi được bao nhiêu điểm. Mời bạn. Câu thứ nhất, ngoài từ đẹp, bạn hãy nêu một từ mà người ta thường dùng để khen vẻ đẹp về hình dáng bên ngoài của con người. Thì bạn đã trả lời là dễ thương. Câu này điểm nó có dễ thương hay không? Xem. 37 điểm. Tuyệt vời. Chúc mừng bạn. Hãy nêu một lý do khiến người ta thay đổi cơ quan làm việc. Bạn đã nói do áp lực công việc. Khảo sát. 14 điểm. Và câu thứ ba, ngoài lúc xem TV, người ta thường hay ngủ gật khi đang làm gì? Bạn đã nói lúc học bài. Bạn còn đi học không? Dạ hết. Hết thì học rồi, cái này là kinh nghiệm rồi, phải không? Dạ đúng. Khảo sát. 38 điểm, hay quá. Câu thứ tư, ngoài quản trị kinh doanh, hãy kể tên một chuyên ngành về kinh tế. Thì bạn đã nói là đó là...